Rồi, hello cả nhà nha. Thì em được cũng xin chào cả nhà nha. Chúc anh em một ngày mới thật là vui vẻ và đi câu thật nhiều cá nha. Thì em hôm nay thì hàng về cũng trễ. Thì em cũng tranh thủ quay clip cho anh em xem ha. Thì shop của em thì ở số 82, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú nha cả nhà. Thì em có chuyên là mua bán tất cả cái dòng cần câu, máy câu, dây câu nha cả nhà. Đó. Đầy đủ đồ chơi cho anh em xem ha. Đó. Chung là những cái dòng mà câu sông, câu đài, câu lua, câu giải, đó, câu máy, câu đồ, đó. Mồi câu, chì, đó, lưỡi, tinh mùi, đó, mồi Đài Loan, nó đầy đủ cho anh em ha. Thì shop em nằm ở số 82, đối diện với ngân hàng Đông Má nha cả nhà. Gần dòng xe Nghĩa Trang Liệt Sĩ, xéo với tòa án của tỉnh Đồng Tháp anh em, đó. Thì anh em không biết thì anh em cứ lên Google gõ là đồ câu được miền Tây thì sẽ ra Google Maps chỉ đường cho anh em tới chỗ luôn ha. Đó, đây là những cần câu tay, đó, máy câu gì cơ, cần tay, cần máy. Nó rất là nhiều cho anh em lựa chọn nha, khi anh em tới anh em lựa thoải mái nha. Đó, thì anh em cứ coi thử máy, mua không mừng thôi. Đó. Từ cần sinh viên đến tầm trung, đó. Máy thì trăm mấy đến 1-2 triệu đều có nha anh em. Đó, túi cần, gạt, thùng câu đài đều có đầy đủ phục vụ anh em nha. Đi câu sông, câu máy, câu đồ, đó. Đó, máy túi đây, túi câu, máy câu. Đó, nón rồi chặn, đó, những dòng dây câu đài, câu lua. Đó. Rồi cho cả nhà mình xem, anh em xem ha. Đó. Thì hôm nay em cũng mới về thêm những cái mẫu máy giá sinh viên giá rẻ. Với về được mới cần câu tôm, sẵn còn mới cần taxi lấy ra quay để cho anh em luôn. Với mẫu dây cao qua Nhật, với dây Isovit Game Nhật. Đó, thì hai mẫu này là mẫu 600m 1000m với cái mẫu 150m. Đó, để anh em mà chơi được thì tùy anh em ha. Rồi, thì đầu tiên thì em xin giới thiệu là mẫu cần taxi của Thái Lan anh em ha. Cần này là chuyên anh em là câu tôm, là câu mè rảnh, câu chép, câu đồ bình thường ha. Đó, anh em nhắc tỉnh 3kg là bình thường cho anh em nha. Đó, bao anh em nhắc tỉnh 3kg ha. Cần được thiết kế là chỉ nó sẽ sơn màu và trắng toàn thân anh em. Thì anh em có 5 màu, xanh dương, xanh lá và xanh đỏ. Đọt của nó rất là dẻo anh em. Cần thì cần 2 khúc ha. Độ dài là 1,5m anh em. Anh em nhìn cần là rất là thẳng, rất là đẹp ha. Nó cần thương hiệu là taxi của Thái Lan. Đó, thì bên em là bán hàng chính hãng nha anh em. Hàng chính hãng của Thái Lan luôn. Cho nên là anh em mua hàng bên em thì yên tâm ha. Trên thị trường hàng nhái hàng đầu rất là nhiều. Nhưng mà anh em nhìn là cơ ngơi shop em nè. Đó. Nó quay cho anh em xem ha. Đó. Thì có đầy đủ đồ chơi, cho nên là bán hàng thì phải lấy uy tín của mình ra để làm ăn nha anh em. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Đó. Nó cần thì rất là dẻo anh em. Đó, quay cho anh em xem nè, em gịch xuống nè. Nó độ dẻo của nó nè. Nó rất là dẻo, nó không phải như những cái mẫu bằng fit anh em thì nó sẽ rất là cứng nha. Chứ cần này thì cái fit của nó rất là dẻo. Đó. Hàng này hàng nhập khẩu từ Thái về luôn anh em. Đó. Và giá cũng sinh viên luôn. Đó. Cần taxi thì của Ryoko Việt Nam anh em, nó của Ryoko Việt Nam nhập khẩu nha. Đó. Rất là đẹp. Thì em thì cũng có 5 màu. Dạ, 5 màu cho anh em ha. Đó, giá bao anh em nhắc tỉnh 3kg nha. Đó. Rất là đẹp nha. Thì cần thì thiết kế là bằng fit, cần đặt nha anh em. Nó độ dài là 1,5m. Đó, thì em có 5 màu. Đó, cần này anh em là câu tôm, câu cá mè, cá chép rồi là bao phơi luôn, một khúc mà nhỏ gọn luôn nha anh em. Đó. Anh em chơi đến 2 trong 1, 3 trong 1 là được nha. Vừa chơi tôm nè, vừa mè, vừa chép nè. Đó, anh em chơi cha cũng được luôn đó, chơi cha và cá 2-3kg anh em cứ câu nhắc lên cho em đi. Đó, em tại em có năm ngoái có đánh nhiều à. Đó. Hôm nay em đi câu giải nhiều, mít đi câu xong cho nên thử ra anh em không có tiếp cận với em cái này chứ cái này năm ngoái em đánh nhiều lắm. Đó. Thì giá của nó là 150.000 một cây, 195.000 một cây anh em. Đó. Dài là 1,50m. Đó, 195.000 một cây. Nó phí ship toàn quốc là 30.000, đó. Anh em mua 2 cây trở lên em bao ship nha. Đó. Mua 2 3 cây trở lên em bao ship, đó. Một cây là phí ship là 30.000 anh em. Đó, giá 195.000. Cần taxi của Thái Lan nha. Đó. Khui ra thấy còn nhiều cho nên là quay ra cho anh em xem nè. Nó hổm gà không có quay mẫu này. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó. Cần 2 khúc nha. Cần 2 khúc, cần đặt. Đó, giá 195.000. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là mẫu dây cước cây qua. Đó, mẫu này em mới về nè, rất là đẹp nha em. Mẫu này là mẫu cước Nhật nha anh em. Đó. Rất là đẹp, nó là mẫu cao qua nha. Đó. Thì dây là rất là mịn nha anh em.
Đó, dây rất là mịn nha. Dây rất là mịn và thẳng và chống sắn tốt anh em. Đó. Dây chống sắn rất là tốt luôn, rất là thẳng bung và chìm nhanh nữa. Đó, nó em chơi dây này là khỏi nói luôn nha. Đó. Nãy em cúp lại cho anh em xem mà nó bung ra đó. Đó. Em nhồi nhét em co là em bóp lại cho anh em xem nè. Đó. Thì dây này thì em có hai màu. Màu xanh chuối và màu vàng màu cam. Đó. Màu xanh chuối với màu cam nha, tùy thích nào thích nha. Dây được cái là thiết kế nó rất là mịn và chìm nhanh, hai là chống mài mòn tốt, và đặc biệt thứ ba là ít sắn dây nha anh em. Nó hạn chế sắn dây tối đa cho anh em luôn. Đó. Như em bóp em gạch trong xe. Xe nó luôn à. Để em xe cho anh em xem. Nó gặp những dây thường nó ít nhiều gì đó là nó cũng hái nha anh em. Đó. Đó. Anh em thấy chưa? Nó thẳng băng luôn à, rất là đẹp nha. Đó. Để em ngồi lại nha, em ngồi lên xe cho anh em xem nha. Đó. Đó anh em thấy chưa? Đó, vậy để ra rất là thẳng luôn. Đó anh em. Không thấy cái gì mà cúp co cho hai anh em. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Thấy chưa? Nó dây thì hạn chế chống sắn rất là nhiều anh em. Đó, đặc biệt dây rất là mịn và chìm nhanh nha. Thì cước này là cước Kawa của Nhật nha anh em. Thì dây này á thì em về coi có số 6 nè, số 7, số 8, số 9 và số 10. Đó thì còn số lượng cũng ít là cho nên cũng lấy về cho anh em câu đó. Đó. Thì giá của nó là xe số 6 là 0.40. Đó. Số số 7 là 0.45. Số 7 là mấy ta? Số 6 là 0.40 để em được kiếm số 7 coi. Số 7 là 43. 43, số 8 là 46. Dây này thì nó khác những cái dòng dây khác nha anh em. Đó, số 10 là 0.55 và số 9 là 0.40. Số 9 là 0.50. Đó. Đó cho nên là anh em cần thì xe nào thì báo cho em nha. Nó giá là 150.000 một cuộn anh em. Đó. Giá là 150.000 một cuộn ha. Đó, quay cho cả nhà mình xem ha. Dây Kawa nha anh em. Thì độ dài của dây này là 150m nha. Độ dài của dây này là 150m anh em. Đó, độ dài của nó là 150m. Dây rất là mịn, rất là đẹp nha. Đó. Đó, dây cước Nhật đó, cho anh em xài ha. Đó. Thì số 6, số 7, số 8, số 9 và số 10. Đó, anh em cần thì cứ báo cho em nha. Rồi tiếp theo đó là dòng cước ISO Big Game của Nhật nha anh em. Đó. Dòng cước ISO Big Game của Nhật em về có 3 màu, màu xanh nước biển nè, màu xanh lá nè với màu đỏ. Nó bán được 2 cuộn cho anh em rồi. Nó mới về là chưa quay clip nên là anh em lại mua rồi, tại có anh em ta xem clip của em trước á. Đó, thì dòng này thì tải cá cũng rất là cao nha anh em. Đó. Rồi thì em về được có cũng như 4 xây nha anh em, khi 0.540 0.45 và xây 0.550 và 0.55 nha anh em. Đó. Thì xây 0.40 là nó tải cá là 27 kg ha. Đó. Rồi 0.45 là tải cá là 36 kg và 0.550 là tải cá là 40 kg và 0.55 là tải cá 46 kg anh em. Đây là dòng cước ISO. Đó, dòng này là chuẩn châu Âu anh em, hàng là của hãng Awa ISO Big Game. Đó. Anh em là cước Nhật nha anh em. Đó, cho anh em xài ha. Nó hàng này có mã vạch đồ đầy đủ cho anh em chơi ha. Đó thì đợt này 0.6 hết rồi, cho nên chỉ còn 0.4, 0.45 và 50-55 thôi nha anh em. Đó thì anh em mua thì có thể nói em màu nào thích á thì ấy ha. Thì em xin báo giá nha, xe 0.40 với 45 là giá 570.000, còn xe 0.50 với 0.55 là giá là 600.000 một cuộn nha anh em. Nó phí ship toàn quốc là 30.000, anh em mua 2 cuộn cho lên em bao ship. Nó cuộn của nó là 1.000m nha anh em, cuộn 1.000m ha. Đó, một cuộn 1.000m. Đó. Hàng thì em cho kiểm hàng thanh toán. Đó, cho anh em kiểm hàng thanh toán cho shipper nha. Đó, dây thì rất là đẹp anh em. Đó, dây đẹp không tì vết luôn nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Mã của nó là cuộn ISO 1.000m nha anh em. Nó ISO 1.000m nha. Đó. Rồi. Thì tiếp theo nữa, em mới về được số mẫu càng UL, em có xây 1m68 với xây 1m8 nha anh em. Đó, UL đằng này nó quấn chỉ nha, quấn chỉ rất là đẹp nha anh em. Đó, để nằm xuống cho anh em xem nè.
nó càng cua u lợn nha, cán là cán giả giả gỗ phủ keo anh em. Đó, phía trên là chỉ ha, hoán chỉ hết rất là đẹp cho anh em xem á. Thì này em có hai xây của hãng Shimano anh em, nó phen của nó là phen một chân là càng u l cho anh em mà chuyên săn hàng á, câu tôm tôm mè chép đồ nha anh em. Nó rất là đẹp nha, nó em săn hàng ha, câu tôm mè chép đồ ha. Đây là độ bu của nó, ngọn của nó là một ly nha anh em, ngọn nó là một ly nhưng mà càng phân bổ lực rất là đều nha anh em. Nó chỉ quật cái đọt thôi, nó cho anh em rất đẹp ha, nó hắc hắc như nè, nó rất là đẹp nha. Cần thì có màu xanh dạ quang cho anh em dễ canh càng canh cá nha anh em, theo đằng chỉ nha, màu xanh chuối á theo đằng chỉ cho anh em dễ canh cá ha. Đó, thì giá của cần UL này là 260.000 một cây anh em, phí ship toàn quốc là 30.000 nha. Nó 260 một cây của cần UL sơn màu xanh dạ quang ngay chỉ cho anh em ha. Đó, rất là đẹp nha anh em. Đó, đằng thiết kế là carbon đặc và hai khúc nha. Đó, để em lấy cái khúc trên cho anh em xem. Đó, nó là carbon đặc nha anh em. Đó, nó là carbon đặc ha, nó rất đẹp nha anh em, nó là carbon đặc ha. Đó, cặn là cặn hai khúc đó, cho nên là anh em câu cũng dễ dàng đem theo nữa. Đó rồi, tiếp theo nữa là em về được một số mẫu dòng máy Deku phân khúc giá rẻ với máy Yolo. Nó Yolo này hôm ngày em quay rồi, bây giờ em sẽ qua dòng Deku. Deku AC đối với những anh em mà sinh viên á, mà mới câu mới tập chơi á, mà muốn một dòng máy câu mà giá rẻ giá sinh viên á, thì anh em nên xài con này ha. Đây là dòng AC xây 5.000 đó, AC xây 5.000 anh em, là xây 6.000 em mới về, thì giá của nó là 190.000 một máy ha. Giá xây 6.000 là 200.000 một máy nha anh em. Đó, cặn thiết kế bên máy thiết kế là nội kim loại và tay quay là kim loại nha, dòng tua là 5.2.1 ha. Nó giá rẻ nhất cho anh em ở trong dòng Deku ha. Đó, xây 5.000 là 190, xây 6.000 là 200 anh em. Đó, máy Deku AC chính hãng. Rồi tiếp theo nó là dòng Deku FS nha anh em. Đó, em về cũng được xây 4.000 và xây 5.000, xây 6.000 nha. Xây 4.000 giá nó 201, xây 5.000 giá nó 220 và xây 6.000 giá của nó là 230 anh em. Đó, xem ha, nó là tay quay kim loại, núm của nó là núm tròn anh em, núm tròn. Dòng này là giống dòng DS nhưng mà dòng DS thì tay quay nó là kim loại anh em. Đó, nó thiết kế là rất là đẹp nha, máy câu FS nha, nó kim loại, nó rất là cứng cáp luôn cho anh em chơi ha. Thì những dòng này thì tải cá đa số hàng 5-6kg anh em. Đó, 5-6kg, còn cá bự á thì anh em xả mua viên anh em bắt nha. Đó, tiếp theo là mẫu Deku AG em cũng mới về thêm là xây 4.000, xây 5.000 và xây 6.000 anh em. Đó, dòng này là núm của nó là kim loại luôn anh em, núm nó kim loại, ta quay kim loại luôn, nồi là kim loại luôn. Mã của nó là Deku AR, rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, tiếng mô pin của nó đây. Đó, cũng nghe cũng rất là đanh nha anh em. Đó, con này là 6 bạc đạn á. Đó, 6 bạc đạn Deku AR, ta quay kim loại rất là chắc chắn cho anh em ha. Đó, thì con này xây 4.000 em là 250, xây 6.000 5.000 là 260 và xây 6.000 là 270 nha anh em, xây 7.000 là 280 nha. Em có xây từ 4.000 đến 7.000 luôn, cho nên là đủ mẫu mã để anh em lựa chọn ha. Đó, Deku AR dòng này rất là đẹp nha anh em. Đó, giá chỉ 250 một máy thôi, xây 5.000 nha. Đó, rồi tiếp theo em sẽ qua ba mẫu này, em sẽ qua mẫu tiếp theo đó là mẫu Yolo. Yolo này không làm bán rất là chạy, mới về thêm bây giờ cũng muốn hết nữa cả nhà. Nó mới về thêm giờ cũng muốn hết nữa rồi. Thì cũng dòng này á, tại anh em khỏi bàn luôn. Nó anh em mua về xài là cũng khỏi bàn trong khúc giá luôn. Trời ơi, nó làm đẹp mà tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Bởi vì vậy là anh em hốt liền không á. Nó bây giờ em về là xây 6.000 là muốn hết nữa rồi. Cho nên là chỉ còn xây 4.000 5.000 thôi. 6.000 chỉ còn 3 máy nữa hết rồi, anh em cũng nhanh tay lên nha. Đó, thì em có đây là xây 4.000, 5.000 và 6.000. Đây là của thương hiệu Yolo nha anh em, rất là đẹp nha. Thì máy thì mô pin của nó, tiếng mô pin nó đặc biệt là rất là lớn nha anh em. Nó con này là 5+1 hoặc đạn nha cả nhà. Tay quay là tay quay kim loại nha. Đó, tay quay là kim loại rất là cứng cáp, rất là to nha. Nồi là nồi kim loại nha. Nó được sơn phủ rất là đẹp, tỉ mỉ từng chi tiết luôn. Nó làm rất là đẹp nha anh em. Đó, nói chung là dòng Yolo làm rất là đẹp luôn. Tiếng mô pin của nó nè anh em, nghe rất lớn nè. Đó, để em xả nhẹ. Đó, quay một tay chỗ mau. Đó, anh em nghe rất là lớn nha. Đó,
Bữa em có chân quay em quay cho anh em dễ, hôm nay em không làm biến lấy chân quay ra em gáp, nó quay một tay quay tay cầm máy đó. Thì con này là xây 4.000, dòng tua của nó là 5.1, xây 5.000 cũng vậy cho anh em đó, xây 4.000 giá 270, 5.000 là 280, 6.000 là 290 đó. Em cam kết hàng bên em bán là hàng chính hãng anh em, nó hàng điểu hàng nhái thì trên thị trường rất là nhiều luôn đó, anh em mua bên em thì cứ yên tâm ha, nó tem đồ hàng hóa đồ rất là ok ha, mọc được của Zolo đồ, rồi có mã QR ở dưới phần của hãng luôn nha anh em, nó rất là đẹp nha đó. Thì cả nhà mua thì em có ship code toàn quốc tặng nhà cho anh em luôn, anh em mua hàng thì nhận hàng kiểm hàng thanh toán nó ở ngoài nó đẹp hơn trong video rất là nhiều ha. Giờ em quay buổi tối mà nó còn đẹp từng chi tiết như thế này nè đó, anh em xem đó, nó rất là đẹp luôn, bóng bẫy rất là đẹp từng chi tiết luôn đó. Rồi cả nhà mua hàng thì liên hệ shop qua địa chỉ là số 82 quốc lộ 30 phường Mỹ Phú nha cả nhà. Thì anh em ở xa thì có thể liên hệ giao hàng qua số điện thoại là 0963 890 470 nha, để em ship code tặng nhà cho anh em nha. Rồi em được cũng xin chào cả nhà nha, và cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha.